Rồi chào các em. Thì hôm nay thì thầy sẽ tiến hành giải câu 36 trong cái đề ôn tập học kỳ 2 nhé. Thì đây là một cái dạng toán về muối amoni. Đó thì theo tinh thần thì muối amoni thì trước đây thì nó hay ra, nhưng mà theo khuynh hướng thì chắc chắn là nó cũng ít xuất hiện trong đề thi những năm gần đây. Được chưa? Cho nên là thì theo tinh thần là chúng ta ôn để chúng ta có được cái cách mà chúng ta giải quyết bài toán nó. Thì muối amoni thì ra thì do chúng ta thấy nó có rất là nhiều cái công thức, cho nên là chúng ta cảm thấy nó hơi khó. Nhưng mà thực ra thì đối với cái dạng muối amoni, chúng ta phải hiểu được về cái khái niệm của nó cho nào, để chúng ta cũng như là cái muối amoni á, cũng giống như là muối nói chung á, thì khi mà xét đến muối á, thì chúng ta đều cấu tạo từ hai thành phần, đó là cation và anion. Được chưa? Nhưng mà riêng muối amoni thì chúng ta biết rằng á, thì để tạo ra muối amoni thì nó xuất phát từ cái NH3, cái phân tử NH3 này nè. Thì em biết rằng ở NH3 thì nitơ là nó thì nó có là 5 electron ở lớp ngoài cùng. Như vậy nó chỉ tham gia liên kết cộng hóa trị với 3 hydro. Như vậy nó còn một cặp E dùng chung. À, xin lỗi, là một cặp E không tham gia liên kết. Người ta gọi là, được chưa? Thì chính cái electron này nó sẽ gì nè? Nó sẽ cộng vào cái orbital trống của proton H cộng. Được chưa? Cộng vào. Đó, cho nên là cái NH3 này thể hiện theo thuyết Bronsted thì nó thể hiện tính 3 bây giờ. Thì có nghĩa là nó sẽ tạo cái liên kết phối trí từ cái cặp E này. Và nó trở thành cái ion N. Amoni NH4 cộng nhé. Ở đây là nó có một cái liên kết phối trí đây. Đó. Và trong hợp chất này thì nitơ hóa trị 4 đúng không nào? Thì đây. Đấy, chính là NH4 cộng. Và chúng ta học về amin ấy thì chúng ta cũng học rồi. Thì cái định nghĩa amin nó cũng xây dựng từ cái công thức của đó, thì chúng ta cũng có được là cái này thôi. Khi mà chúng ta thay thế một cái hydro hay là nhiều các hydro vào vào cái phân tử amin thì ta cũng được đó. Thì cái này nó cũng cộng H cộng vào. Đây NH3 cộng. Đó. Được chưa nào? Thì đó là cái muối amoni và cái phần cation của nó là do cái ion NH4 cộng hoặc là cái phân tử amin cộng. Được chưa? Đó. Thì khi mà nó kết hợp với các cái gốc axit ấy, thì nó sẽ sinh ra là các cái loại muối khác nhau, đúng không? Ví dụ như là nó sinh ra kết hợp với anion gốc vô cơ, thì nó ví dụ như là ở đây thì có là phân loại đúng không? Vậy ở đây ta sửa lại là phần khái niệm đi ha. Đây, sửa lại, đây là khái niệm này. Thì phân loại chúng ta phân loại nó dựa vào cái gì? Cái thành phần đúng không? Thì dựa vào cái phần anion của nó chúng ta có thể chia nhiều dạng đúng không? Ví dụ như là muối amoni của axit vô cơ đúng không? Tức là cái thằng này, tức là NH3 cộng này, thường hợp như thế này, ta kết hợp với là những cái muối này mà chúng ta gặp những thằng là CO3 2 trừ này, HCO3 trừ này và NO3 trừ này. Thì chúng ta chỉ khai thác này thôi, là những ion này thôi, tức là ngoài ra thì có thể là có Cl trừ vân vân, nhưng mà những cái đấy thì nó dễ quá, bởi vì nó phát hiện dễ cho nên là người ta không có ra. Bởi vì cho vào cái này thì nó có công thức chung đều là gì, ba cái đều là C, X, H, Y, O, Z, NT. Đó, tức là cái các gốc này nó cũng có carbon, oxy và hydro
tôi nó lẫn vào công thức này nó khó phát hiện ra, cho nên người ta hay khai thác ở chỗ này. Đó là chúng ta hay gặp là cái trường hợp mà muối của cái này cộng với các cái gốc a, các cái anion của gì, của axit axit vô cơ, ví dụ như là RCO trừ đó, nó kết hợp với này đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể gặp là những anh này, hoặc là của đó, một phần của cái muối này, của cái amino acid đó, nó kết hợp vào thì nó hơi làm cho cái bài toán nó phức tạp thêm, chưa nào? Thì em phải nắm vô trong phần này đúng. Đó là về, đó là về cái còn về dấu hiệu chúng ta có thể nhận biết đúng không? Dấu hiệu đó là khi mà nó cho cái hợp chất đúng không, mà tác dụng với NaOH này đó, thì nó sẽ sinh ra cái có thể là sinh ra cái khí của mùi cay chẳng hạn, đúng không? Nó sinh ra cái amin sinh ra khí mà làm xanh quỳ tim ẩm, ví dụ như thế, người ta cho như thế. Đó là cái dấu hiệu mà có xuất hiện amoni, được chưa? Thì cái dấu hiệu này dựa vào tính chất của amoni. Ví dụ như ở đây là phải nói là CH3NH3 đó, NO3 chẳng hạn, đó công thức này đơn giản, cộng với NaOH thì đây nó giống như là gì nào, giống như là cho kìm mà tác dụng với amoniac vậy đó thôi, chưa? Thì cái này sinh ra là CH3NH2 đó, NH3 nó giống tương tự, nó cộng cho nước này, cộng cho NaNO3 đó, thì cái này chính là cái khí này làm xanh quỳ ẩm này, đó là một cái dấu ví dụ như thế. Hay là ví dụ ở đây thì trong công thức này là C mấy nào, C chữ gòn CH6 đúng không, NO3 ví dụ như thế. Còn trong công thức hồi nãy đây, ví dụ như ở đây thì có ví dụ cho công thức khác, ví dụ là NH3 bây giờ là OOC chẳng hạn đó, CH CH3 ví dụ như thế đó. Thì công thức của nó chính là gì này, là C4 đúng không, hát máy nào 1 2 3 4 5 6 này với 5 là 11 đúng không? NO O2. Đó. 5 với 6. Được chưa? Thì đó là một số cái trường hợp thì cộng với NOH thì nó cũng sinh ra là gì nào? NH2 được chưa? Cộng cho CH3 này, CH2 này, COONa này, đó sinh ra cái muối, được chưa? Thì cộng với nước. Thì đó. Thì như vậy thì dựa vào đâu để em biết đây là dấu hiệu dựa vào cái sản phẩm thôi, nhưng mà dựa vào công thức thì chúng ta có thể thấy là đối với trường hợp là em thấy là nó cái gốc mà tạo bởi cái gốc axit vô cơ thường thường làm thế là cái số lẻ oxy 3 3 hoặc là 9 này. Đó, lẻ oxy thường là 6 9. Đúng không? Phải lẻ oxy cho mà chỉnh. Được chưa nào? Thì cái đó là em hay gặp nhất. Còn trường hợp này thấy là chỉnh C đúng không? Chỉnh oxy này hay gặp. Đó là một số cái kinh nghiệm cơ bản mà chúng ta khi mà chúng ta giải quyết những bài toán này.
Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bài toán này để chúng ta giải quyết. Đọc đề bài thì em thấy là C3H10O3N2. Được chưa? Đó thì bây giờ em sẽ tính được cái số mol của anh này sẽ là bao nhiêu nào? NC3H10 O3 này N2 tính là bằng mấy? 26,84 mà chia cho bao nhiêu nào? Chúng ta tính nó ra là bao nhiêu? Nhân 3 cộng 10 nhân 3 này cộng cho 10 này. Đó, cộng 16 nhân 3 cộng cho 28 là bằng 122. 26,84 chia 122 là bằng 0,221. Đó, thì cái này em tính ra là 122 là 0,22. Đó, bây giờ cộng với NaOH đúng không? Như vậy dự đoán ở đây á, thì thấy lấy oxy thì cộng với NaOH này. Thì dự đoán chỉ có trường hợp ra là 0,25. Còn cái này là 0,22. Mà sinh ra gì nào? À, sinh ra phần hơi và m gam rắn đúng không? Như vậy cái hơi và rắn ở đây chúng ta nói là chất hơi và cộng cho rắn này. Mà hơi đây là một chất hữu cơ bậc 1 và rắn thì chứa hợp chất vô cơ, như vậy chắc chắn đó, hơi đây chắc chắn là một cái amin bậc 1 mà 1 liter, như vậy chắc chắn cái muối còn lại là nó phải cái muối mà còn lại muối vô cơ mà có 1 liter, thì suy nghĩ ngay đó chính là cái góc NO3 đúng không? Cho nên cái dự đoán thì ở đây có thể là là gì nào, công thức từ đây có thể suy ra được cái A có thể là cái muối của axit vô cơ mà có gốc là nitrat đúng không? Đó là C3 H mấy nào? H7 NH3 NO3. C3H7 NO3 nữa. Cộng với NaOH. Đó thì sinh ra được là cái C3H7 NH2 cộng cho gì nữa nào? Cộng cho NaNO3. Được chưa? Cộng cho NO3 và cộng cho nước. Thì đây thì do chúng ta có là chỗ này là 0,22, cái này là 0,25. Như vậy chắc chắn thằng này sẽ tạo sinh ra là cái hơi này là 0,22, cái này là 0, được chưa nào? Cái amin, được chưa? Và ngoài ra chúng ta còn có gì nữa? Còn có rắn NaOH dư đúng không? Là 0,25 trừ 0,2 là 0,03. Đó, nhưng mà người ta hỏi là hỏi cái rắn cơ. Cho nên không quan tâm cái amin này là có công thức như thế nào. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn ở đây là đáp án. Thì chúng ta tính nó ra thì chúng ta có được là cái M chúng ra ở đây. M rắn đúng không? Thì nó bao gồm cả cái muối natri nitrat là 0,22 nhân cho cái m lớn của nó là mấy các em? Số 3 cộng cho 23 là 86 nè. Cộng cho thằng này là 0,03 nhân cho 40 là bằng mấy? 0,22 nhân cho 86 cộng cho 0,03 nhân cho 40 là bằng bao nhiêu các em nhỉ?
23 cộng số 2 là 85, nhầm. Chỗ này 85. Sorry nha. 0,22 nhân ra 85 cộng cho 0,03 nhân cho 40 là 19,9. 19,9 gam. Dạ. Cho nào. Thì ở đây nó chọn đáp án là C. Đó, chúng ta kết thúc cái câu 36 ở đây nha.